Đây là hôm nay mình sẽ giới thiệu hôm nay mình đang nấu chuẩn bị nấu món gì vậy ta? Nấu sốt chuông gà siêu ngon. Chuông gà siêu ngon. Không, mình nói là đây chúng ta sẽ làm món chân gà ngâm cá tắm. Đúng rồi. Vậy nguyên liệu chính hôm nay là chúng ta cần cái gì? Đầu tiên là gì? Chân gà. Tiếp theo là cốc. Cốc. Con để cho chú làm gì vậy Minh? À, để chơi ba mẹ. Là cái này là con giấu ba mẹ đó hả? Mà con... Rồi. Quá kín luôn. Đâu phải con đợi cái này nè. Rồi con để gì con giấu nữa đi. Chứ dùng quả dưa hấu kè à. Chắc cái này không được rồi, phải dùng quả dưa hấu cũng vậy chứ đổi cái mặn gì đó. Thầy chơi cái hấu. Rồi phải xe cái mới. Quá chưa hấu tiêu. Ủa, mày, lấy đâu?